những đứa ở trên Đà Lạt, những đứa đào đất bằng đêm xây dựng. Cứ khi ngồi xuống tự nhiên cầm cục đất, nghĩ rằng đối với cuộc đời của mình thì đại địa này đều có chính mình nằm trong đó. Vì vô lượng kiếp chúng ta sống và chết này nó quá nhiều rồi, nên một nắm đất chúng ta cầm lên là có xương cốt của ông bà cha mẹ và chính mình nằm trong nắm đất mà mình nắm. Nên tự nhiên cầm nắm đất lên, tự nhiên có một cái cảm xúc lạ thường đó. Có nghĩa là nếu mà biết dụng công tu thì bất cứ ở nơi nào cũng là tu. Nếu như không biết dụng công tu thì đi tìm tu mà không biết tu như thế nào. Nên nếu nói là phát tâm thì là lúc nào cũng phát tâm được. Còn nếu nói đi tìm cái phát tâm thì khó vô cùng. Thí dụ như những đứa khi một ly nước người ta gót đầy quá uống hết, gán uống thì uống chịu không nổi. Uống ly nước còn được một phần nào uống không hết, bưng ly nước chế gốc cây, tôi đem miếng nước này nguyện cúng dường cho đại địa. Chỉ có một cái tâm như vậy thôi thì cái duyên quý vị nghĩ rộng cỡ nào. Còn nếu như quý vị uống nước dư, quý vị cầm đi nước làm nè, hắt hắt, cái tâm này gọi là tâm gì? Hủy hoại phước báo của mình. Còn khi bưng một ly nước nhẹ nhàng chế gốc cây, tôi nguyện cúng dường cho đại địa, khác hoàn toàn với cái tâm hắc, đúng không? Quý vị phải rõ ràng là tu hành cần hiểu không? Hiểu rồi thì rất là dễ tu. Vì sao? Vì nơi nào cũng có thể dụng công được, nơi nào cũng có thể phát tâm được. Thí dụ như có những người chúng ta, thí dụ như mình đứng ở trên lầu, lầu 2, mình uống ly nước hay mình cầm cái bọc gì hay mình ăn cái gì, tự nhiên mình cầm mình vứt xuống, có người đi ngang tự nhiên tạt nước vô đầu người ta. Như những đức trong chùa nè, có nhiều bà cụ già, bà uống nước ở trên lầu á, những đức tự nhiên đi đâu không đi, đi ngang con đường đó, bà dư nước ở trên bà tạt xuống, bà tạt ngay cái đầu chọc của những đức, xẹt ngay cái đầu chọc luôn. Những đức nhìn lên, bà nhìn xuống mới gặp những đức hôm nay thấy chưa? Thấy không? Lạ chưa? Thấy bị nói, ủa tại sao mà nó khớp dữ à? Sao mà nó dính khớp kỳ cục ở chợ? Tự nhiên bao nhiêu người đi ngang mà tự nhiên chính mình đi ngang nó tạt nước ngay đầu mình luôn vậy đó. Thí vị nếu mà mình không hiểu nhân quả thì mình nói cái bà vô duyên, cái bà sấn sát, thì nợ cũ trả chưa xong mà tạo ra cái nghiệp mới, đúng không? Thôi mình hiểu rồi, tạt nước ngay cái đầu chọc, mình đi ngang mình làm gì nè, trong lòng mình nói gì? Cảm ơn nha, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì? Thấy chưa? Trả xong món nợ liền. Còn nếu mình quay lên mình nói sớm sát, bà xuống đây coi, thiếu nợ bà mà bây giờ mình trả mình không chịu trả, mình bực bội mình la bà là gì? Là tạo nghiệp mới. Thấy không? Chứ đâu mà tự nhiên nó dính ngay chốc mình, kỳ cục quý vị. Thí dụ như bây giờ vô hình chung lạ lùng của nghiệp quả lắm. Có một người này ăn một cái vỏ chuối liền ngoài đường vậy đó, bao nhiêu người đi không cán đâu, vậy mà quý vị chạy xe ngang cán vỏ chuối té gãy tay. Cái nhân tố của vỏ chuối này nó có cái nghiệp quả giữa mình với người đó đó, cho quý vị biết. Nên đừng có tùy tiện tạo nghiệp, chưa đến nhưng không phải là không có. Thí dụ như bây giờ mình săn hẳn mình chửi người ta, người ta nhịn mình, nhưng quý vị biết trong một đời kiếp nào đó người ta sẽ chửi lên mình. Nên tất cả những người nghe đạo chúng ta, nếu chúng ta làm chủ, chúng ta nên làm một người chủ hiểu đạo. Thí dụ như bây giờ cái người làm công làm việc cho mình, còn cái mình làm cực chút là chúng ta chịu không nổi. Vì mà con người ta làm cực quá trời luôn mà mình đi con người ta làm cực rồi mình trả lương ít nữa chứ, mình còn muốn cắt xén tiền lương con người ta luôn. Trong khi nếu đặt vai trò là con mình đi làm cho người ta mà con mình bị người chủ đối xử như vậy, quý vị có đau lòng không? Như vậy thì đứa này nó cũng có cha mẹ chứ, nó bị như vậy cha mẹ nó cũng đau lòng, đúng không? Si mình sẽ ra người. Từ nào đó mình thương con mình thì mình nên thương con người ta. Mình thương con người ta thì con mình đi đâu cũng được thương. Vì sao? Cái nhân cái quả tương đồng mà, hiểu không? Nên quý vị nghe những đức nói về nhân quả gì rồi, cái hành động của người mình nên cẩn thận, quý vị nên cẩn thận đi. Nên tất cả những người đi đến chùa người ta tu gì, mà những người mà thái máy tay chân á,
mà bận lên mình chiếc áo lam, mà ngồi trong ngôi tam bảo gì, mà đang ngồi gì mà nhìn điện thoại người ta đó, thì quý vị phải biết rằng cái đồng tiền quý vị mà kiếm được đồng tiền này mà về nuôi con mình, thiệt tình mà nói, nếu như những đức làm con có một con người đó, những đức cảm thấy cuộc đời của mình vô phước quá, quá vô phước khi có một người làm cha làm mẹ của mình, mà bây giờ mỗi ngày thái máy tay chân đi kiếm tiền từ ăn trộm ăn cắp mà về nuôi mình. Mình là một con người được nuôi lớn qua đồng tiền trộm cướp. Thiệt tình mà nói cuộc đời của mình sanh ra cái cõi đời này mình thấy mình vô phước quá, vô phước quá. Tôi rất hãnh diện khi cha mẹ tôi đi lượm rác kiếm tiền về nuôi tôi, đi lượm bọc kiếm tiền về nuôi tôi. Tôi không thể nào ngồi trên đống vàng mà cha mẹ tôi là một kẻ ăn cướp, ăn trộm của người ta. Thì vị phải nhớ nha. Từ nơi đó đi đến chùa đừng có nên tạo nghiệp trong ngôi tam bảo. Có một đoạn ngày Hoàng Niệm Tổ, ngày chú giải kinh Vô Lượng Thọ, có một đoạn ngày nói rằng ăn cắp của tam bảo Phật khó cứu hơn là tạo tội ngũ nghịch. Tại vì của tam bảo là của thập phương bá tính, tặng hư không khắp pháp giới. Còn tạo tội ngũ nghịch là tội giết cha, giết mẹ, giết bậc A-la-hán, phá hoại hợp tăng, làm thân Phật ra máu. Năm tội này là phạm một tội là đọa địa ngục A Tỳ. Vậy mà người ăn trộm của tam bảo Phật khó cứu hơn người tạo tội ngũ nghịch. Ăn trộm của tam bảo chả biết chừng nào mà hết hả quý vị. Thí dụ như bây giờ gia đình mình có một người đi tu, người đó chết đi mà mình dám đem của người thân mình là người đi tu này mà đem về nhà trang trải chuyện gia đình để lo cho gia đình, đây gọi là ăn cắp của tam bảo. Thí dụ giờ những đức ở trong chùa này đi, khi những đức chết đi mà người thân những đức mà đem của này mà về nhà mà lo cho gia đình là ăn cắp của tam bảo. Những đức ở trong chùa này, khi những đức chết đi là chỉ có người tu trong chùa này mới được nhờ là dùng tiền này để lo cho tam bảo. Chứ đồng tiền này không có về người thân gia đình mình. Từ khi là mình là người đi tu, giúp được người ta là mình phát tâm mình giúp, chứ không có được người ngoài đời mà tùy tiện lấy của trong ngôi tam bảo mà đi về nhà dùng. Lấy của trong tam bảo về nhà dùng là khác, đây là tội ăn cắp. Còn người trong ngôi tam bảo mà giúp đỡ, đây là khác hoàn toàn, là vì tâm từ bi chúng sanh, xem chúng sanh bình đẳng mà giúp người ta là đúng. Còn tự tiện lấy về là ăn cắp, ăn cắp là hoàn toàn khác. Thí dụ mình đi vô trong chùa đi, những đức kỵ nhất là chỗ này nè, mà quý vị cũng nên kinh nghiệm. Thí dụ như bây giờ chùa mình cho mỗi người cộng dây chuyền Phật, tự nhiên mình đến mình nhận đường cộng dây chuyền rồi mình nói thầy thầy cho chồng con thêm cộng đi thầy, xong thôi con còn đứa con nó cho con cộng nó đi thầy. Bây giờ mình không có suy nghĩ rộng đâu. Bây giờ nếu như cho chồng cô cho con cô thì cái bà kế bên mới nói thầy thầy nãy thầy cho bà kia tới 3 cộng thôi, thầy cho con 2 cộng đi. Rồi xong nó cho bà này 2 cộng, bà kia nói thầy nãy con thấy thầy đưa 2 cộng 3 cộng đó, không lẽ thầy cho con cộng thiếu công bằng. Thấy chưa, quý vị thấy vấn đề xảy ra chưa? Nên quy tắc là gì? Một cộng dây chuyền là một cộng dây chuyền, đừng nên xin nữa. Tại vì cái phần là người ta tặng mình một cộng là cái lộc của chùa, mình phan duyên xin thêm một cộng là nghịch duyên rồi, không đúng nguyên lý, đúng không? Đó, nên nhớ. Thí dụ như bây giờ mình dẫn nguyên một phái đoàn đi tu, mình là người trưởng đoàn rất giàu, trưởng đoàn rất giàu, xong người ta một vị thầy này gặp mình quý mình, tặng cho mình một món quà Phật pháp, mình nói dạ được rồi thầy, nhà con dư lắm khỏi nhận. Người phía sau nói bà này không nhận, mình nhận thì mắc mặt quá khỏi nhận. Bà kia nói ai cũng không nhận nhưng mà mình nhận làm chi, không nhận 50 người không nhận, tội lỗi nặng nhất là cái bà đầu tiên, chính bà không biết tu nhân duyên, mà bà vì cái ngã của gia đình bà dư mà bà không biết kết duyên khi người ta tặng một cái pháp thí mà bà vui vẻ nhận, mà bà ngăn ngang tất cả những con người phía sau không ai nhận, tội nặng nhất là chính bà đầu tiên. Nhớ đó. Thí dụ như cái quả báo đến với một cái lời nói, lời nói quý vị có thể hại người, nhưng lời nói của quý vị hại một người
Nhưng nếu lời nói quý vị mà đưa ra công chúng, lời nói quý vị truyền đi, từng người truyền đi, tội nặng nhất là ai nói? Đầu tiên nói. Truyền bao nhiêu thì nặng bao nhiêu, khó cụ. Thí dụ như quý vị viết một quyển sách bất thiện, quý vị truyền ra in ấn ra, chừng nào tất cả những con người nghe qua quyển sách này mà được siêu thoát thì quý vị mới ra khỏi địa ngục. Nên một cái đĩa băng mà khuyên ảnh đòi trị, mà một người đóng phim đó mà đem ra cho công chúng coi, bao nhiêu con người coi, những con người coi này là gieo hạt giống xấu. Tất cả những con người này đọa trong địa ngục, chừng nào ra khỏi địa ngục, tất cả những người đó ra khỏi địa ngục hết luôn, thì cái người mà đóng bộ phim này mới ra khỏi địa ngục. Đáng sợ chưa? Nên một người viết ra một cái quyển tiểu thuyết, người ta vừa coi là khởi tâm dục vọng, như vậy thì cái quả báo của người này viết cái quyển tiểu thuyết này chừng nào mới ra khỏi địa ngục đây? Nếu mà hiểu được định lực nhân quả thì vì nghĩ cỡ nào. Nên ngày xưa mà có những người, người ta cho thuê băng đĩa, người ta hành vì cái nghề mà gọi là cho thuê băng đĩa, mà có trong đó người ta cho thuê băng phim ảnh đòi trị. Đây là phá hoại gia can của người khác. Nên cái nghiệp quả này không tưởng tượng được đâu quý vị. Nó nên từ nơi đó mà chúng ta mà nghe Phật pháp rồi, những gì tổn hại người khác đừng nên làm. Lỡ mình lỡ người còn có thể làm, lỡ mình mà hại người là tuyệt đối không làm. Lỡ người mà không lỡ mình làm càng tốt. Nhớ đó. Nên quý vị về đây, những đức nói về định lực nhân quả này cho quý vị nghe đó, nghe để mà mỗi một con người chúng ta sống ở cuộc đời này, chúng ta gặp cái khổ gì quý vị đừng có than van. Than van chứ ạ? Than van là nó khổ thêm á. Thí dụ như bây giờ mình chưa nghe đạo đi, ông chồng mình á, ông tán vô mặt mình một cái, đúng ra tán con cái à, vì mà tối đêm đó là bị tán thêm mấy cái nữa. Là sao thầy? Tán một cái xong rồi, nhưng tối đêm đó ngủ không được, nhớ đến cái tát tay đó, nhớ nhiều quận, quay rồi đêm đó nằm ngủ không được rồi khóc, nhớ tới ngày xưa ông thương mình, ông nâng niu chiều chuộng, mà bây giờ ông tán vô mặt mình. Thiệt là cái ông này ông ác độc, ông vô tình thiệt. Thiệt là mình hận ổng thì cái tâm đó nó quay lại cái tát tay bóp, cứ quay hoài. Nếu như quý vị hiểu rồi thì chắc mình cũng đã từng tát tay ổng, bây giờ ông tát lại thôi. Thầy nói thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì? Nghe không? Mà muốn làm được chỗ đó thì quý vị phải gầy dựng cái câu niệm Phật này cho chắc chắn mới được. Nghe không? Câu ai Phật thường niệm thì nó mới có thể không bị niệm khởi, chỉ sợ giác chậm được. Thí dụ như niệm khởi là cái niệm của cái tát tay này quay nhiều quận, nhưng mà cái giác ngộ mình nhanh là A Di Đà Phật liền nó chen vào, thì nó ngăn lại cái tâm. Nó ngăn lại cái tâm mà mình vọng tưởng kia. Hiểu không? Nên tất cả quý vị phải nhớ, chúng ta tu hành về nhân quả phải nói cho sâu sắc. Khi người mà nghe nhân quả sâu sắc rồi, quý vị sẽ kiên cố tâm lắm. Bây giờ chúng ta đi đến đây tu hành, chiều nay quan trọng nhất là chúng ta lại 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm nè. Tại vì chuyến đi này của mình là lại 1000 lại nè. Hôm qua lại được 500 danh hiệu rồi đúng không? Bữa nay lại đi 500 danh hiệu nữa. Vậy thì phải như thế nào? Đã phát nguyện rồi thì phải chân thật mà làm. Như hồi nãy Nhật Đức gặp cái chú kia, Nhật Đức nói chú mới đi lần đầu tiên mà lễ được 500 danh hiệu được rồi. Chiều nay phát nguyện lễ thêm 500 danh hiệu nữa. 500 danh hiệu chiều nay phát nguyện gì? Phát nguyện là con là thanh niên còn trẻ, thích uống rượu, thích nữ sắc. Bây giờ con lại Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho con, nhất định kỳ này về con bỏ rượu. Uống rượu đắng ngát uống được nữa. Nó, rồi từ uống rượu không được thì tức khắc nữ sắc sẽ giảm. Vì nhớ nha, Phật chế cái giới thứ 5 là giới uống rượu. Uống rượu không phải tội, mà là do chúng ta uống rượu vào sai mà tạo tội. Uống rượu không có tội. Nếu người uống rượu về mà người này uống xong rồi về không quậy quọ gì, không làm chuyện bậy bạ gì, uống rượu không có tội. Nhưng mà ngặt một điều là chúng ta uống rượu vào là đi làm bậy. Có những người lúc tỉnh dễ thương lắm, làm chồng cũng dễ thương lắm, nhưng mà uống rượu vào thì lại chửi vợ đánh con, đúng không? Nên Phật chế cái giới là ngừa uống rượu, là ngừa tạo nghiệp phạm bốn cái giới kia. Nên trước nhất là phải luyện mình đừng uống rượu, thì mình lâu ngày sẽ tỉnh táo.
Nhân Đức mười mấy năm nay không uống rượu, đầu óc Nhân Đức tỉnh lại. Tỉnh lại liền. Mười mấy năm không uống rượu, tỉnh lại rồi. Còn lúc trước Nhân Đức ngày nào uống rượu ba bốn chập, cái mặt Nhân Đức kỳ cục lắm. Uống rượu vô cái mặt kỳ cục lắm. Cái mặt mắt làm nè. kinh nữa thật. Anh Hiền, anh Hiền sao anh uống rượu vô con mắt anh kỳ cục quá. Con mắt anh kinh tôi muốn giết tôi kỳ cục quá. Anh ơi, uống rượu vô cái mặt kỳ cục lắm. Uống rượu vô là muốn phá nhà. Vì sao muốn phá nhà? Thấy nhà bay kỳ cục lắm. Mà ngộ người uống rượu nghe quý vị, lấy chân họ đá cái gì á. Cái chân quá đau. Tại vì nó mệt muốn chết, nó say xỉn rồi còn đau gì nữa. Vì thấy người uống rượu không đá, đồ bóp, máu chảy không biết gì chứ nha. Nhưng mà xong rồi thì nó mới đau. Không? Nên rượu vô cùng nguy hiểm. Phật nói là người uống rượu là mất đi trí tuệ. Quý vị thấy không? Mất trí tuệ là mất một món tài sản lớn lắm. Nên tất cả các ông nên tự giảm uống rượu đi. Có những người ta nói một câu nè, thầy đi tu chứ con ngoài đời mà không con mà không uống rượu sao mà con làm ăn được thầy? Ai mà người ta chịu làm ăn với con? Quý vị coi có những người ta không uống rượu sao người ta làm ăn lớn gì? Tôn Hoa Sen á, làm ăn lớn không? Nhân Đức nói với vị nghe, cái người uống rượu á thì họ ép quý vị uống rượu, chứ thật sự họ là người uống rượu á mà họ làm ăn với người không uống rượu thì họ tin tưởng nhiều hơn. Quý vị coi một cái hợp đồng mà không uống rượu thì cái ký hợp đồng này nó chắc chắn lắm. Còn cái hợp đồng mà hai bên nào cũng xỉn á, nó ký xong rồi mai mốt nó bẻ hợp đồng cũng dễ nữa. Tại vì nó nói nó xỉn, nó ký tầm bậy. Thấy chưa? Nên con người mà không uống rượu, không say xỉn á, thì quý vị biết rằng ông chủ và chủ cũng dễ tin hơn, người giao tiền cũng tin hơn. Còn con người mà rượu chè say xưa thì người ta không tin tưởng mình đâu. Rượu vào lờ ra ưa nói bậy lắm. Con mắt bình thường thì không uống rượu mắt dễ thương đúng không? Nhưng mà uống rượu vô mắt vậy nè. Mắt nó kỳ cục lắm. Kinh thấy không? Nó thấy lạ chưa? Vậy uống rượu gì à? Những đứa đã từng uống rượu biết mà. Trời, uống rượu xong ói muốn chết luôn. Ngày xưa mà xạo uống rượu mà muốn uống hơn người ta. Trời ơi. Uống vô nửa ly cái đưa qua bên. Cứ vậy không biết làm chi, không biết nữa. Thì thấy không, nó khổ kinh khủng luôn. Chịu mười mấy năm uống rượu. Ngày nào cũng uống rượu chứ. Vô uống rượu say bắt đầu là nó khơ cười. Mà cười mình biết cười cái gì nữa mà cười khơ không à. Quý vị biết vì sao người ta uống rượu quý vị? Vì nó vui mà cười mà ta uống rượu đó. Chứ thật sự ai mà ham uống rượu. Thấy không? Nhưng mà biết Phật pháp rồi mình mới thấy. Thì ra cái pháp vị của Phật pháp nó đạt hơn tiêu chuẩn của uống rượu mà anh em gặp mà nói nhảm gấp 1000 lần luôn. Cái pháp vị của Phật pháp á, nó cho mình cái hương vị này tự nhiên mình nghĩ uống rượu à. Tại vì mình muốn có trí tuệ nên mình không uống rượu nữa. Đó, nên tất cả các ông mà nghe gì rồi á, các ông bỏ uống rượu đi. Thêm cái nửa điếu thuốc mấy ông thấy hút có ngon lành gì không? Nó mà không hút thuốc được là đặc biệt lắm á. Nhận Đức á, là từ nhỏ tới lớn đạt tiêu chuẩn là gì? Không hút thuốc một lần nào luôn. Không hút thuốc luôn. Không uống cà phê luôn. Hai điểm này là đạt tiêu chuẩn cao nhất của Nhân Đức. Không uống cà phê và không hút thuốc. Tại vì lúc còn nhỏ Nhân Đức đến gần ba Nhân Đức á, Nhân Đức nghe cái mùi thuốc ổng hà ra khó chịu quá, hôi quá. Nên từ đó về sau Nhân Đức nói với chính mình là không hút thuốc. Vậy thì chắc chắn những người đàn ông mà hút thuốc miệng mồm hôi hám á, người phụ nữ ta chịu đựng bị khổ lắm. Đúng mấy bà? Khổ. Khổ mà bây giờ đã lấy người ta rồi phải chịu chứ sao giờ. Còn khi mấy ông nhậu về, trời ơi, đàn ông mà nhậu về rồi thì có khi đùa giỡn với vợ nó bày hay lắm. Nhưng mà đàn bà mà bây giờ phải chịu đựng chứ sao, bởi vì đúng là nhàm chán thân nữ, đúng mấy bà? Gặp đàn ông nó nhậu về, trời, nó ói mửa, ói xong nó hung. Mấy ông đàn ông thì kỳ cục lắm. Có khi ói xong nước miếng nước mồm vậy đó mà nhiễu vô miệng người ta. Đàn bà phải chịu, thấy chưa? Phải chịu. Không chịu thì mấy ông nói bộ hết thương tôi hả? Vô duyên vậy đó. Nhổ nước miếng vô miệng người ta. Chơi kỳ cục chứ có ông nào vậy không? Chắc cừ cừ chứ có nè. Mấy ông này chơi kỳ cục lắm phải không? Nó gọi là nhàm chán thân nữ thì coi công nhận không?
Trong 48 lời nguyện có một lời nguyện nhàm chán thân nữ. Vì sao kỳ á? Sao Phật A Di Đà ngài nói là kêu mình nhàm chán thân nữ mà không nghe nói nhàm chán thân nam nghe. Nhưng mà mấy ông cũng nên dính vô một chút đi, vì thân này tứ đại, một ngày nào cũng xả bỏ nên thôi chúng ta cũng nhàm luôn. Nhưng mà nữ khổ hơn nam, chịu nhiều cái thiệt thòi hơn người nam. Nên người nữ bây giờ họ nghĩ rằng, bây giờ nam nữ họ nghĩ là nam nữ bình quyền, người nam làm cái gì được thì người nữ làm đó được. Nên bây giờ mất gia đình là do chính cái hành động của người nữ. Mất gia đình là do hành động của người nữ mà nói là nam nữ bình quyền đó. Nam thì có trách nhiệm của nam, nữ thì có trách nhiệm của nữ. Chứ nếu nữ mà làm việc của nam luôn, vậy thì không còn gia đình. Ai dạy con đây? Người nữ là dạy con, mà bây giờ sanh con ra đi làm ăn luôn, chồng cứ đi làm ăn luôn, vậy đem đứa con đi đâu? Đem gỡ cho người ta. Cuối cùng đi kiếm tiền số tiền xây một căn nhà, nhưng mà con hư. Cuối cùng trong gia đình của mình đang nuôi một đứa con xì ke. Quý vị thấy có hạnh phúc không? Nên gia đình đánh mất bây giờ, nhiều gia đình bị mất đi là vì sao? Vì không còn người mẹ hiền. Thời đại hôm nay không còn người mẹ hiền, không còn người mẹ tiếp nhận giáo dục, không còn người mẹ biết là mẹ. Từ nơi đó mà không có con hiền. Nên có mẹ hiền mới có con hiền. Không có mẹ hiền lấy đâu ra con hiền? Ai dạy? Nó có nhiều người, thí dụ như bây giờ á, mình với chồng mình xa nhau, người lớn xa nhau, nhưng mà nói với đứa con á, mẹ nói cho con biết nghe, cái thằng cha mày á, mày đừng có giống cái mặt nó nghe. Cái mặt nó là cái mặt thấy ghét. Mày có được nhìn thằng cái thằng cha mày, cái thằng cha mày là cái thằng không có đạo nghĩa, mày nghe chưa? Chưa gì hết là gieo vô tâm một đứa con nít á, là nó là một đứa con bất hiếu. Trong khi chính nó là nhờ cha nó mà có nó. Bây giờ mẹ nó nói rằng không được nhìn cha nó. Mày gặp cha mày á, mày quýt đi chỗ khác đi. Có những người đàn bà mà còn xúi con đánh cha nó đi. Tức lên mày đánh ổng đi. Thấy chưa? Quá bậy không, thấy không? Này là đang thuốc con của mình chết từ từ. Thuốc độc á, mày biết không? Kích độc luôn. Có đó. Nó rồi có những người đàn ông á, khi mà xa vợ lại nói xấu vợ với con. Mẹ của con là do nó không đàng hoàng gì vậy đó, nên cha mới bỏ nó. Chứ nếu mà vợ, nếu mẹ của con á, mà đàng hoàng á, cha đâu có bỏ đâu. Nhưng mà mẹ con không có đàng hoàng nên cha bỏ. Thì bắt đầu là đứa con nói mẹ mình không đàng hoàng, trong lòng nó không còn cái người mẹ này nữa. Thì tức khắc đứa con trở thành bất hiếu. Nên chúng ta vợ chồng xa nhau nhưng tuyệt đối không có thuốc con của mình. Chúng ta nói gì hết duyên nợ mà mẹ cha xa nhau. Còn con mới luôn luôn tôn trọng cha và mẹ, vì nhờ có cha mẹ mà có con. Đúng ra một người đàn bà có đạo đức á, dù là xa chồng nhưng lâu lâu vẫn là cho con về thăm bên nội. Dù là xa vợ nhưng lâu lâu vẫn kêu con mình về thăm bên ngoại. Vì cội nguồn là quan trọng của con người. Đánh mất cội nguồn thì con người này cũng không còn một miếng phước nào mà sống ở cõi đời này nữa. Nhớ nha quý vị. Đây là những bài học tập quan trọng lắm đó. Nên chúng ta cuộc đời mình lớn phải dạy con nít kế tiếp quý vị. Nghe giáo dục là để dạy con người. Dù là những đức chưa có làm tròn vẹn nhưng những đức thấy Phật Pháp có cái lợi ích lớn. Nó nên nhiều người ở đây mình biết Phật Pháp rồi quý vị. Quý vị nên phát tâm ăn chay trường đi. Những đức thấy ăn chay trường có sự lợi ích rất là lớn. Rất là lớn. Chính những đức ăn chay mười mấy năm nay những đức thấy có một lợi ích rất là lớn. Đó là những đức ăn chay trường được cái điều gì? Là tính tình ít nóng. Những đức ngày xưa nóng tính lắm. Nóng tính vô duyên lắm. Đang đi ngoài đường vậy đá vô cục đá, lụm cục đá liền. Có ai bị gì không? Vô duyên lắm. Nhà quê ngày xưa nhà sàn, đi dưới sàn đụng vô cây cột, cầm cái dao bửa vô cây cột. Còn ba những đức ngày xưa ổng nóng tính á. Tự nhiên những đức leo lên cây ổi té, ổng cầm cái dao ổng chặt cái ổi. Đúng là sanh ra cái khung. Khung sanh ra. Thấy chưa vậy, thấy không? Thấy không? Bây giờ tới đời mình nó phải quá giải cái này mới được, nghe không? Nên ăn chay ngộ lắm. Ăn chay là không có ăn thịt chúng sanh á, nên tâm tính mình nó nhẹ lại. Chính những đức ăn chay mười mấy năm nay nè, bây giờ nó nhẹ cái tâm lắm. Nó cũng không có buồn giận ai để trong tâm gì hết trơn á. Ít lắm. Buồn chút mà, có cần thiết buồn chút thôi hết buồn. Hồi xưa giận dai lắm. Đàn ông mà giận cũng dai lắm á. Như đàn bà vậy đó.
cái gì cũng đẩy với đàn bà chứ tội nghiệp ghê. Hồi đó những đức với cái ông bà con làm việc chung với nhau trong bếp, vậy mà hai ông bất hòa cái gì nữa không nói chuyện, vậy mà chịu mấy năm, 3 năm không nói chuyện, ghê không? Tới khi những đức đi tu, những đức mới qua gặp ổng xin lỗi, thì lúc đó quá giải. Thì từ nơi góc độ đó những đức nhìn được thì ra là con người chúng ta không chịu nhận lỗi vị ơi. Thôi mình tu hành là mình nhận lỗi đi vị ha. Mấy cô nên tập nhận lỗi đi cho nó quen. Con người mình cái ngã mạng nó lớn lắm nên hạ mình nhận lỗi đi. Thí dụ như vợ chồng mình có sai, có nhiều cô nói thôi cô nhận lỗi đại đi. Con có sai mà thầy kêu nhận lỗi làm gì? Không có sai. Nói thôi bây giờ cô muốn gia đình hạnh phúc thì trước nhất cô hạ mình chút cô nhận lỗi đi. Rồi nhận lỗi xong đi rồi nữa tính sao? Chứ bây giờ cứ là hai bên đấu đá hoài sao giải quyết được vấn đề, đúng không? Hạ mình tập nhận lỗi đi. Hiểu không? Tập nhận lỗi là một cách rất là hay quý vị ạ. Gia đình hạnh phúc là từ tập nhận lỗi mà ra đó. Vô công ty xí nghiệp được không vậy? Nhưng có những cái mình cũng cần thiết đấu đá làm gì? Sống trong cái hoàn cảnh đấu đá cũng bất an. Mình hơn người ta mình cũng sợ người ta hại mình. Quý vị biết Tào Tháo thường bất an. Khi Tào Tháo đến chết á, kêu người bên cạnh xây giùm cho ông 72 phần mộ. Trời, chôn của mình Tào Tháo mà xây 72 phần mộ. Tào Tháo nó biết thì sao mà xây 72 phần mộ không? Vì tao lúc còn sống tao ác quá, nên sau này tao chết sẽ có người quật mộ tao, nên xây 72 phần mộ đi, để cho nó quật mà nó không biết mộ nào có tao trong đó mà nó quật. Khổ kinh khủng thì quý vị thấy chưa. Nên Tào ác có an tâm gì không? Cả đời chinh phạt Đông Tây Nam Bắc, làm vua được có mấy năm, chết đi, con là Tàu Phi lên ngôi. Vừa lên ngôi đem cung tần mỹ nữ của cha mình về dinh hết luôn. 1000 năm sau người ta làm heo, mổ bụng heo ra, cái trái tim có hai chữ Tào Tháo. Một đời chinh phạt Đông Tây Nam Bắc, danh tiếng lẫy lừng, mưu đồ đủ cách, cuối cùng chết đi làm heo súc sanh. Khổ chưa? À, nên từ nơi đó thôi, học Phật hiểu rồi, thấy không? Nên chúng ta sống những ngày tháng cho nó đặc sắc. Tôi không muốn chết đi làm heo, tôi muốn làm Phật. Bây giờ ông muốn làm Phật thì ông phải làm gì? Ông phải niệm Phật, đúng không? Nên mỗi một người ở đây chỉ cần chân thật niệm Phật thôi thì quý vị sẽ vui. Ông nói chứ không có làm gì lớn lao, chỉ cần đi đứng nằm ngồi ai di đà Phật, ai di đà Phật. Lúc trước mà ông chồng chửi mình không có niệm Phật thì bắt đầu nhịn đi, nhịn đi, chửi thêm vài câu nữa, nhịn đi, chửi thêm câu nữa, xin tỳ nha, xin tỳ xử ổng. Vậy mà bây giờ biết niệm Phật rồi ha, liền câu Phật hiệu. Vậy mà lúc này ông chửi cái vị ai di đà Phật, ai di đà Phật, ai di đà Phật, ông thấy nhép nhép cái miệng ông lợi chết. Mày nhép nhép cái miệng cái gì mà chửi tao phải không? Tôi đâu có chữ đâu, em niệm Phật mà. Không, mày nhấm nhét cái việc mày chữ tao chứ gì chết. Bậm môi lại mà trong tâm ai về đạo Phật, ai về đạo Phật, mà cái miệng ngậm. Cái miệng ngậm mà trong tâm niệm ai về đạo Phật. Lúc đó nó niệm trò, lúc đó nó niệm nó cảm xúc dữ lắm. Quý vị thử đi, cái lúc mà ẩm ức mà nó không cho niệm miệng nhép luôn, nó không cho cái miệng này nhép luôn mà trong tâm nó ấm ức, ở đầu nước mắt nó chảy ra. Trời, lúc đó niệm nó cảm động với Phật lắm á nha. Thấy không? Kiểu trời ơi Phật ơi, con khổ quá, con niệm mà nó nói con chữ nó, đúng không? Mà lúc đó quý vị cho thấy cái kết quả của niệm Phật liền à. Hoặc là có khi mà chồng mà vượt chạy núp vô gốc cây gốc cột, vậy mà lúc đó mũi cắn mà không biết làm bạn với ai, vậy mà có ai với là Phật á nha. Ai với đạo Phật, ai với đạo Phật à, nó có một đức tin với Phật á, đặc biệt lắm á. Nên từ nơi đó mà Bồ Tát Quán Thế Âm ngày để Phật A Di Đà trên đỉnh đầu đó, vị thấy chưa? Ngài là cổ Phật đó mà Ngài giới thiệu của môn tịnh độ đó. Nên tất cả những người về lại Bồ Tát Quán Thế Âm là để dạy người ta niệm A Di Đà Phật á. Giải thoát là niệm A Di Đà Phật á. Nó nên quý vị về đây mà mấy mà chiếc máy rồi đó, quý vị tặng cho dòng họ bà con chòm sớm, thỉnh vài cái, khỏi cúng dường Tam Bảo, đem tiền nó đặt máy hết, đem đi cho người ta đi. Ở đây những đức làm gì kệ những đức, mấy bà già đói kệ bà.
Không, Nhận Đức bây giờ cảm giác với Phật Pháp lắm. Nhận Đức khuyên quý vị trong cái thời thế nhiều kiếp nạn này đem máy nghe Pháp giải ra đi. Nhất là những buổi nói chuyện gần gũi gì nè, dễ hiểu, hiểu không? Chứ nói mà nói cao siêu quá đó, nghe công nhận thầy giảng hay thiệt. Hay chỗ nào? Dạ không biết. Nói cao quá không biết cái gì chứ hay quá mà không biết. Đúng không? Còn cái này quý vị nghe là biết liền đúng chưa? Nói rõ ràng mà không biết nữa thôi á. Không biết nữa chết phước cho rồi đi. Nó dễ hiểu quá mà không chịu hiểu. Thấy không? Nó lầy quầy cũng tiếng hồ đó quý vị. Tiếng 10 phút rồi đó chứ. Công nhận qua thời gian mau ghê á. Đau chân không? Thẳng chân đi. Nên từ nơi đó ngồi nãy giờ đúng là nó phải cảm giác nghe được nghe quý vị. Trời ơi, tiếng 10 phút chân này nó đau dữ lắm chứ không giỡn đâu. Đó, vậy mà ngồi nói mà Nhận Đức ngon lành thì ngồi trên ghế. Chân còn nhịp nhịp nó thấy chưa? Đang giảng pháp mà nhịp chân nó thấy chưa? Tại vì sao nhiều người ta an lạc nên mình an lạc. Ngủ giấc rồi đó. Giờ ngồi ngon lành đâu ai ngủ nữa đâu. Kìa có bà già kìa. Kìa bà già ngồi ngay cái cửa kìa thấy chưa? Đi coi kìa. Nó. Nó thấy chưa? Thấy không? Anh nói thì thấy giờ cặp mắt sáng kinh khủng chưa? Nó thấy chưa? Ngồi quý vị thấy không? Cái nhăn ngủ là ngay chỗ nào? Gốc cột. Cái nhăn ngủ là ngay chỗ nào? Kẹt. Nên lại Bồ Tát Quán Thế Âm xông pha ra ngay cái xăng á. Quý vị mà tìm cái chỗ mà vị trí mặt tiền lễ ghê lắm. Quý vị suy nghĩ đi, bóng đèn ở đây mà gần bóng đèn thì sáng thôi. Ngồi xa thì bóng sáng không được gần bóng đèn. Vậy thì lại Bồ Tát Quán Thế Âm cũng vậy, gần cái người mà lễ mà la là dữ dữ lên đó. Lựa cái người mà khí thế một chút, phải không? Trời ơi, ta chọn bạn lễ chung cũng phải chọn bạn dữ dữ một chút. Đừng có đi với mấy cái bà mà tôi đi lễ nhưng được lễ nào thì được, còn không được thì thôi. Nó tôi chào bà gọi đâu bà gọi đi, tôi kiếm cái chỗ nào lựa cái thằng lực lãm nào cho nó mạnh mạnh trước mặt, nó ngồi trước mặt nó lễ hì 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 đâu, tôi lễ theo. Tôi lựa bà không được tôi tránh bà mới được, thấy không? Trời ơi, đi chung với vài ba bà nè, đi chung đoàn nhưng đừng có ngồi chung quá. Ngồi chung phải lựa, phải hợp đồng, hiểu chưa? Đi 50-60 người hợp đồng. Hợp đồng sao? 5 người, 10 người này chúng ta hợp đồng. Quyết tâm không? Quyết tâm không? Quyết tâm lễ 500 danh hiệu nghe. Được, tôi quyết tâm. Đúng rồi, mình ngồi chung quyết tâm nghe không? Tôi mà lễ tới cùng luôn, không được ngồi nghe chưa? Quyết tâm, ngoéo tay đi. Quỳ trước Phật, phát nguyện nghe. Rồi là ngồi chung. Còn nghe cái bà nào nói được nhiêu thì được đi. Nó thôi, tôi không chơi với bà. Tôi ngồi với bà là thế nào tôi cũng đi theo bà, thấy không? Nó còn gặp cái người mà mình ngồi chung mà họ ưa nói chuyện, tránh xa. Ngồi gần họ, họ nói chuyện sao? Nó thôi tránh xa đi, thà tôi ngồi lễ với người lạ. Tốt nhất quý vị kiếm cái chỗ nào mà sau lưng Nhận Đức á. Vì lễ ghê lắm. Tại Nhận Đức la dữ quá đó. Ồ la mà sắp sửa cuối cùng. Lễ cái mặt thấy ghê lắm. Trời ơi, chưa từng thấy ai lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà cái mặt xấu như Nhận Đức. Trời, mấy cái đoạn mà quay lên á. Ôi ôi, lễ mà cái miệng nó rộng rồi mà nó la nghe. La mà muốn nuốt cái micro vô còn cổ luôn. Kinh khủng đi trời. Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì nghĩ đi, ai chịu nổi không? Ai mà chịu nổi ngồi gần gần. Lễ theo mới được. Không dám ngồi. Kiểu ngồi gần gần Nhận Đức mà Nhận Đức ưa quay lắm. Lễ nghiêm túc mới được thấy chưa? Nó cái lực kéo thấy không? Nó phải lễ gì đó. Phải khoát nguyện. Chuyến đi này cầu an cầu siêu cho người thân mà. Mạnh mẽ lên. Ai mà giảng pháp mà. Chưa thấy không? Đúng là phong cách mới. Lạ nhất luôn, chưa từng thấy. Bây giờ đỡ đó nghe quý vị. Bây giờ đỡ đó. Ngày xưa giảng pháp là trưởng không đó. Trưởng anh luôn. Mấy bà ngồi dưới. né lìa chứ không có giỡn đâu. Đòi. Cái bữa chủ nhật á,
Chú Kiệt ông làm bộ phim đó, ông đưa cái hình Nhật Đức đó, làm nền đó, Nhật Đức nói tôi lại ông. Ông để cái hình xuống giùm tôi đi. Nó gớm muốn chết luôn mà còn khoe nữa. Xấu quắc mà làm hình nền. Đúng là xấu mà đóng vai buồn. Thấy không? Trời ơi, thôi đừng có làm hình nền mất công quá đi. Có nhiều cô Phật tử nói thầy cho gỡ hình cho con tắm như Đức nói thôi bà thấy mệt. Thấy ghê. Có nhiều cô ở xa đến nói thầy cho con xin chụp hình làm kỷ niệm như Đức nói thôi mệt quá đi. Mặt thấy gớm mà chụp hình làm kỷ niệm. Thôi bà niệm Ai Di Đà Phật đi. Kỷ niệm với tôi làm cái gì, phải không? Tôi không có kỷ niệm gì ở cái cõi đời này hết trơn, phải không? Mà niệm Phật đi, kỷ niệm gì, phải không quý vị, phải không? Không, những Đức nói chuyện vậy nhờ vậy đó quý vị. Mà người ta đỡ đến gần mình nghe quý vị. Quý vị coi những Đức mà đi đâu ấy, thấy không? Lưỡi lùng xỉn, sẹt. Hồi tối lễ xong đi, rồi đi như gió vậy đó. Tự nhiên đi sau lưng mấy bà nói công nhận thầy Đức ông niệm lớn ớn luôn á. Trời ơi, ổng gì đâu mà càng về sau thấy ông đứng nhanh, thấy ghê luôn á, đứng không kịp theo ổng luôn. Mình lãng đi ngang, bán nè. Ủa hay là ông thầy Đức kia trời. Vừa mới nói ổng đi ngang kìa. Thầy, nhà Đức nói, chào cô. Trời ơi, nói xấu ghê tôi đâu, lưỡi. Thầy, nhà Đức đi có mình à. Lưỡi nhỏ con nữa, lạng. Đi hàng hai, hàng ba, Đức chui ngang. Trời đi, đi kinh khủng luôn á. Đi xẹt qua mặt tay. Nhìn lại, ủa thầy Đức kìa. À, thấy không, vậy nó khỏe đấy chứ quý vị. Đơn giản thôi, thấy không? Có gì cao xa đâu. Thôi nên quý vị học Phật là học cái gì? Đơn giản, sống bình dị. Thấy không? Ai cho ăn ngon thì ăn ngon, ai cho ăn dở thì ăn dở, ai cho đồ đẹp thì bận đồ đẹp, có đồ cũ thì bận đồ cũ, ai cho dép đẹp thì mang dép đẹp, ai cho dép cao gót thì mang dép cao gót. Thôi nhưng mà tôi xin mấy cô đi về chùa này đừng nên mang dép cao gót, vì chùa này đông người lắm. Năm ngoái có bà kia, bà đến chùa mình có mang đâu dép cao nhiêu nè. Bà đi mà mang dép cao gót thì quý vị biết đi kỳ cục lắm. Nhà Đức hỏi mấy cô, nhà Đức nói mày sao mà cô đi kỳ vậy, nói xin lỗi thầy tại vì mang dép cao với đi gì đó. Ôi ôi chùa mình nó đi ẹt đông người quá, cuối cùng chặn chân bà té cái ạch. Mà nhờ bữa đó là lại Bồ Tát Quán Thế Âm xong á, xong mới đi sượng như đó, hỏi ủa hồi nãy đi đẹp lắm mà giờ sao đi kỳ á. Bà nói nó đá con té chặt chân. Thấy chưa, thôi đi đến chỗ đông người đừng có mang dép cao gót, phe ở đâu phe chứ đây không có phe với ai ở đây đâu, nghe không? Nên từ nơi đó thôi vô chùa mang đôi dép cũ á, đi chùa mang dép cũ á, lựa mang mấy đôi dép lào gách đồ á, mang lỡ có mắt cũng không tiếc. Thấy chưa, mà chùa ngộ lắm, đi chùa nhưng mà lộn dép toàn bộ là lộn dép mới không à. Dép mới để là lộn dép mới không à, nó kỳ lắm. Nó nên mai mốt quý vị mà đi vô chùa này mà đông đúc mà lễ Quan Âm vậy nè, nhà Đức thông báo cho quý vị biết là mỗi người nên cầm theo một cái bọc để tiện cho ban tổ chức trong chùa. Nhà Đức vừa tính cái cách này hay, mỗi người nên cầm theo một cái bọc. Làm gì thầy? Đi vô chánh điện thì bỏ đôi dép vô cái bọc, bỏ vô cái giỏ, xong đi ra ngoài lấy cái đôi dép ra mang. Rồi cứ làm đúng vậy đi thì tức khắc khỏi ban tổ chức đi đưa dép đưa gì tùm lum tùm la. Mà ngày lễ đông này đưa dép bao nhiêu mà đủ, mà nó bận bịu mà nó tùm lum, nó tràn lan đại hải, đúng không? Thì thôi bây giờ chúng ta tiện lợi thì sao mà bỏ đôi dép vô cái bọc, xong bỏ vô cái giỏ, nghe không? Xong đi ra cái lấy đôi dép ra mang. Mang xong đi vô chỗ ngồi trong, ở trong lễ Quan Âm thì bỏ dép vô bọc, xong chúng ta bỏ vô giỏ để kế bên mình, thấy không? Đó là ban tổ chức khỏe nhất luôn đó quý vị. Về sau nên tính ra chuyện này, tại đông người quá mình không thể nào mà sắp dép cái kiểu này được. Trời, mấy bà già tội nghiệp bà. Dép xong rồi quý vị ơi, lễ dưới Quan Âm xong rồi bà ngồi bà sắp từng đâu dép, bà già tội nghiệp mấy bà già quá quý vị ơi, thấy không? Tính sao cho tiện mấy bà.
Thí dụ như bây giờ trong đây có những cô mang nghiệp phá thai rất là nhiều lần. Thí dụ như có một cô như vậy, cô rất muốn làm sao cô cầu siêu cho những cái thai nhi này. Bây giờ cô đi khắp nơi, bây giờ cô nghe Phật Pháp, cô thấy cái tội giết người này mà giết con mình nặng quá. Bây giờ cô muốn cầu siêu cho những đứa bé này. Hoặc là trong những đêm cô ngủ, cô gặp ác mộng, cô thấy những cái thai nhi rất đông đến tìm cô. Mà vì sao con phá thai có 2-3 lần mà những cái thai nhi rất đông đến tìm con thầy? Vì lực lượng của thai nhi, 1-2 đứa nó không quấy rầy được mình, vì mình còn phước. Nên nó phải tập trung những cái nhân lực bị phá thai để hợp thành một cái nhân tố để đến để mà đòi nợ mình. Đủ lực. Thí dụ như bây giờ con người này ác quá, họ giết chúng ta, bây giờ chúng ta quá yếu, chúng ta phải tập trung lại để giải quyết con người này. Khi giải quyết xong con người này thì tôi sẽ cùng chung tay với bạn sẽ giải quyết con người kẻ thù của bạn. Nên họ cũng rất khôn, họ cùng chung tay với nhau để giải quyết những con người mà hại họ. Nên có những người mang nghiệp phá thai dù là 1-2 lần, nhưng mà tại sao họ ngủ họ gặp thai nhi con nít rất là nhiều giết mà họ xanh xao vàng giọt lo âu sợ hãi là vì sao? Vì nó tập trung nhân lực đến để đòi nợ. Vậy thì trước nhất chúng ta muốn giải quyết vấn đề này thì phải đi từ đâu? Nhớ Phật. Cái khổ nhất của chúng ta là gì? Quay lại nhiều quận. Nếu như sân hận, quay lại nhiều quận, chiêu cảm quả báo địa ngục. Tham lam, quay lại nhiều quận, chiêu cảm quả báo là ngạ quỷ. Ngu si, quay lại nhiều quận, chiêu cảm quả báo là súc sanh. Vậy thì nhớ Phật, quay lại nhiều quận, quả báo là giải thoát. Nên có những người, người ta nhớ về cái việc ác người ta tạo. Bây giờ người ta học Phật, ta nhớ việc ác, trong lòng người ta thấy hối hận. Khi người ta đã từng phá thai nhiều lần, người ta nhớ việc ác, mỗi lần nhớ đến người ta rơi nước mắt. Việc này của bạn không giải quyết được vấn đề. Bạn nhớ một lần thì là tăng nghiệp một lần. Bạn nhớ 2 lần là tăng nghiệp 2 lần. Bạn nhớ Phật 1 lần thì tiêu nghiệp 1 phần. Bạn nhớ Phật 2 lần thì tiêu nghiệp 2 phần. Bạn nhớ cái nào bạn nên nhớ đi. Nếu như bạn nhớ những vĩ vãng khổ đau thì bạn sanh phiền não, buồn phiền. Bạn nhớ Phật, niệm Phật, bạn nhớ thế giới cực lạc, vậy thì tâm của bạn hướng đến chỗ giải thoát. Tâm hướng giải thoát là tâm này đang cầu siêu cho người đó. Thí dụ như tất cả những người mẹ mang nghiệp phá thai đi, muốn cầu siêu cho những thai nhi thì cái tâm phải như thế nào? Mẹ hôm nay mẹ hiểu rồi, mẹ đã từng giết chúng con, bây giờ mẹ hôm nay không cầu các con tha thứ, không cầu chỗ này. Các con muốn hành hạ mẹ như thế nào cũng được, mẹ hiểu rồi. Thiếu nợ thì trả đi than van làm gì, đây là giải thoát này. Chứ không phải là mỗi ngày bây giờ mình cầu nó tha thứ, mình đi ghi bài vị, mình gỡ chùa này chùa kia để cầu nó tha thứ. Làm cái việc này là chúng ta đang hại người rồi mà kêu người đừng đòi nợ mình. Có nghĩa là thiếu nợ mà không chịu trả. Cái cách chúng ta làm như thế nào mới hóa giải được? Cái cách chúng ta làm là gì? Mỗi ngày mình dung bồi cái tâm niệm Phật của mình cho an lạc, cái tâm giải thoát mình cho cao độ. Rồi khi dù mình gặp cảnh ngộ gì, nó hoành hành cỡ nào, mình cũng vui mình trả đi, mình cứ trả đi. Nhưng mà người ta thấy người ta đòi nợ mà mình không phiền, mình lo mình niệm Phật mà mình vui vẻ, mình niệm Phật để cầu sanh cực lạc, mà cái tâm của mình trong nội tâm mình người ta biết là mình muốn giảng sanh để mình muốn giúp người ta. Từ cái tâm chân thật bao nhiêu thì cảm hóa bấy nhiêu. Nhớ nghe, tâm chân thật bao nhiêu thì cảm hóa bấy nhiêu đó. Còn đi ghi bài vị, đi nhờ tụng kinh để cầu siêu độ, hoặc nói với quý thầy rằng quý thầy ơi, kêu những cái thai nhi đừng theo con nữa nghe, thì cái sự oán hận càng vô cùng là lớn thêm. Vì sao? Bây giờ chúng ta đặt vấn đề đơn giản như chúng ta, người nào hại mình mà mình chưa hiểu đạo, mình muốn đòi nợ người này, mà có người đứng ra nói rằng đừng đòi nợ họ nữa, chặn đầu họ lại, chặn đường họ lại, không cho họ đòi nợ, thì trong tâm họ càng oán hận mình, mà oán hận lan can luôn cái người mà ngăn chặn người ta đi đòi nợ. Nên mình là người chen chân vào để gây thêm nợ, không quá giải được mà gây thêm nợ. Chúng ta chỉ là người làm việc gì? Là người khuyên. Còn người ta muốn đòi nợ là chuyện của người ta, mình chỉ là người khuyên người ta
nên hóa giải nghiệp báo để tu hành cầu giải thoát. Người ta nghe thì tốt, không nghe cũng tốt, đó là chuyện của người ta. Chứ chúng ta không có cái tâm ngăn chặn. Hoặc là chúng ta nói rằng mình là người tu, bây giờ tôi nói với quý vị không được đòi nợ, hoặc là tôi đã chặn được những con ma con đó rồi, tôi dùng cách tôi bắt nó rồi, nói như vậy để cho người ta đưa tiền cho mình, thì quả báo mình càng ghê gớm nữa. Quả báo càng ghê gớm nữa. Nên phải nhớ rằng chúng ta là người học Phật phải rõ ràng. Cặp mắt của mình một tờ giấy che ngang mắt còn không thấy bên kia. Chứ đừng có nói là mình nhìn thấy hương linh, nhìn thấy cái này cái kia tùm lum tùm la. Người nào mà nói như vậy thì chúng ta nên tránh xa đi. Vì sao? Vì tâm của họ là tâm ma. Mà quý vị muốn họ giúp cho mình giải thoát hả? Không có đâu. Phật pháp là dùng phương pháp gì? Dùng phương pháp giáo dục để chỉ dạy chúng ta thôi. Chứ không có nói về cái chuyện mù mờ, những cái phần mà ngoài cảnh giới của mình suy nghĩ được. Dù có thấy cũng không muốn nói nữa. Vì sao? Vì mình không muốn nói những điều đó. Nên quý vị học Phật mà thấy người nào mà nói nào là ma, nào là nhập, nào là kêu này kêu kia ra đi, quý vị nên tránh xa đi. Vì tâm người này học Phật như vậy là sai rồi, không đúng. Phật pháp chỉ người ta là nhân quả rõ ràng, gieo nhân gặt quả. Nên Phật nói một câu là bao gồm hết trơn. Muốn biết nhân đời trước, xem quả báo đời này. Muốn biết quả báo đời sau, xem nhân đời này. Đúng không? Bạn bây giờ bạn hưởng cái quả báo thì sao? Là do bạn đã trồng nhân như vậy. Nên trong nhà Phật nói rằng trồng ớt ăn ớt, trồng cà ăn cà, trồng cái gì ra cái nấy à. Bạn trồng đi. Nếu như bạn đã từng trồng cây mai dương thì bây giờ bạn ăn gai gốc. Nếu bây giờ bạn trồng lại cái nhân tốt đẹp thì bạn sẽ hưởng lại cái quả tốt đẹp. Bạn đã trồng cái nhân như vậy mà bây giờ cái quả đến thì bạn không chịu, vậy là không đúng rồi. Là mê hoặc điên đảo rồi, đúng không? Đó. Nên có một cô, cổ phá thai 6 lần đang trong chùa mình nè. Bây giờ cô nó quỷ hết bên trong đó cô. Quỷ hết luôn, hư hoại hết bên trong luôn. Nên bác sĩ Bành Tăng ông nói một câu đó. Người phụ nữ phá thai một lần tổn hơn là sanh 3 lần. Sanh đẻ là theo quy trình tự nhiên, phá thai là phá hoàn cảnh tự nhiên. Bạn đã phá hoàn cảnh tự nhiên thì sự tổn thất của bạn lớn cỡ nào. Nên người phụ nữ bây giờ tùy tiện gần gũi đàn ông rồi uống thuốc phá thai, uống thuốc ngừa thai. Đây là việc gì? Đây là việc bạn đang tự hủy diệt cuộc đời của bạn. Nếu như quý vị là người ngoài đời mà chú ý, tất cả những người phụ nữ đi làm gái phần nhiều đều là gì? Chết sớm. Đều là chết sớm. Những người này thường là chết rất là khổ, chết cực kỳ là khổ. Vì sao? Họ mỗi ngày đang hủy hoại cuộc đời của họ. Họ gần với bao nhiêu người xong họ phải dùng thuốc ngừa thai. Mà thuốc ngừa thai nó có một cái loại hủy diệt rất lớn nằm bên trong. Người phụ nữ mà dùng thuốc ngừa thai nhiều thì nhan sắc người phụ nữ này tàn phai rất là sớm. Và tương lai người phụ nữ này không sanh con được. Tại vì sức hủy diệt bên trong rất mạnh. Phải nhớ đó. Nên mình là người đàn ông gần với người nữ, nhất là vợ của mình, mình phải có một cái sự bảo vệ cái sức khỏe cho vợ mình. Vì người ta là người đi với mình hết đoạn đường này. Không thể nào mình là người đàn ông chỉ biết sống cho vui rồi chúng ta kể vợ mình như thế nào. Mình phải tìm hiểu ra một con đường như thế nào để gần gũi mà có thể bảo vệ sức khỏe cho vợ mình. Đây mới là người đàn ông đặc sắc. Phải nhớ. Phải nhớ đó. Không được tùy tiện đâu. Nên cái nghiệp quả khi mà phá thai này ghê lắm. Quý vị biết cái cuộc đời này bao nhiêu cái kiếp nạn xảy ra là từ đâu mà ra? Từ phá thai và sát sanh mà ra chứ đâu. Ấn Tổ ngày nói một câu: muốn cho thế giới hòa bình từ khi nhân loại đồng tình ăn chay. Quý vị cứ để ý đi, một cái lò sát sanh quý vị bước vào, dù quý vị không thấy phần nào hết, nhưng bước vào quý vị cảm thấy rợn rợn người, rợn óc, lạnh lẽo, đúng không? Còn quý vị đi vô trong mấy cái chỗ người ta ăn chay trường, người ta niệm Phật đi, bước vô tự nhiên quý vị trong lòng, có những người ta không tu, người ta bước vô chùa người ta nói vậy nè: ngộ lắm, bước vô đây tự nhiên sao bình an quá. Bây giờ có một ông Mỹ, ông vô chùa mình,
Ông bước vô cái tự nhiên ông quỳ xuống lại vô chánh điện. Thì có mấy cô mình biết tiếng nước ngoài hỏi ông, ông nói rằng lạ lắm, bước vô đây tự nhiên có một cái từ trường gì nó làm cho mình cảm thấy mà nhẹ nhàng vô cùng. Vì sao? Vì trong đây ăn chay niệm Phật hướng thiện. Còn nếu như quý vị bước đến một cái lò giết mổ, một cái gia đình hung bạo sát sanh ăn thịt nhậu nhẹt quýnh lộn, quý vị bước vô dù là người ta chưa quýnh quý vị nhưng quý vị có những cái cảm giác bất an. Tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Vậy thì mình muốn cầu an cho người, cầu siêu cho người, hoàn toàn là ngay chỗ nào? Mình. Mình là điểm chính nhất để cầu an cho người và cầu siêu cho người. Rất nhiều người chúng ta đi tu hành nhưng đều đem cái tâm mình để cắm vào con người không tu. Nhiều lắm. Rất là nhiều người ngồi đây tu hành nhưng hoàn toàn đem cái tâm mình cắm vào người không tu. Thầy ơi, mỗi ngày con niệm Phật nhiều lắm, con cứ cầu cho chồng con đừng uống rượu nữa, con cầu cho chồng con cái này, con cầu cho chồng con cái kia. Đem cái tâm niệm Phật để cấm ông chồng. Thầy ơi, con niệm Phật mỗi ngày, con cầu cho đứa con nó sức khỏe, nó học hành này kia rồi. Đem cái tâm niệm Phật cấm vào đứa con. Trong khi mình là người tu mà không chịu dẫn người ta đi, mà mình là người tu mà để cho người không tu dẫn mình đi. Dù là tu dài chục năm đi chăng nữa cũng uổng công vô ích. Mình là người tu, mình là người dẫn đường thì mình phải là người đi trên con đường này, chứ không phải là đem cái tâm cấm vào con người không tu để cầu cho họ, để họ dẫn mình đi. Họ dẫn mình đi thì nói về cái chuyện tiêu nghiệp và cầu an cầu siêu thì không được. Mình phải là người sáng suốt minh bạch, mình phải là người giải thoát và người thường an vui trong cái cõi đời này. Vậy thì mình mới thể cầu an cho người và có thể cầu siêu cho người. Nguyên lý là như vậy, phải nhớ. Nên từ khi những đức biết Phật pháp tới bây giờ, chỗ rèn luyện quan trọng nhất là của những đức cái gì? Những đức mỗi ngày phải vui. Dù là cái cõi đời này nó có như thế nào đi chăng nữa, đó là cái chuyện của nó. Còn những đức mỗi ngày phải bảo vệ được cái linh tánh của mình. Vì mình còn chưa làm được mình, đừng nói chi mà giúp được người. Suy nghĩ đi. Mình mà còn không được gì thì đừng nói mà giúp được người mất công. Đó, con đường này mình phải đi thôi. Đối với mọi người mình chỉ là người khuyên thì mới là đúng. Nhưng mà đặc biệt là khi có một cái tâm vì người, nó cũng có giúp cho mình một cái sức ảnh hưởng rất là cao. Như hồi nãy như Đức gặp một cái chú này, ông đến chùa mình lại Bồ Tát Quán để em lần đầu tiên thôi. Khi như Đức nói chuyện với chú thì chú kể như Đức nghe rằng hồi tối con lễ còn khoảng 50 lễ nữa là hết á, thì con định bỏ cuộc rồi. Nhưng mà nghe những đức nói là lúc mà lễ mà đuối đến mức cùng cực, tự nhiên trong lòng mình cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho con quyết tâm có gia trì. Mà chú này lúc đó ổng cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm và ổng nói thêm câu rằng con hồi đó giờ không có đi chùa, chuyến này con đi đến đây con lại Bồ Tát Quán Thế Âm, con cầu nguyện, cầu cho cha mẹ của con có thể sống được bình yên và thường sống vui vẻ. Ông nhiêu đó thôi, tự nhiên ông vừa phát tâm như vậy rồi tức khắc lại một cái vèo, thêm 50 lại nữa là hết 500 danh hiệu. Thì những đức nói phù hợp, phù hợp, rất phù hợp. Quý vị suy nghĩ nè, Bà La Môn nữ và Quan Mục nữ cùng một nguyên lý. Bà La Môn nữ rất hiếu thảo, mẹ của bà khi còn sống tạo nghiệp nhiều theo tà đạo. Bà La Môn nữ phiên nhiều lần nhưng mẹ không nghe. Khi mẹ chết đi, Bà La Môn nữ biết mẹ mình đọa lạc. Tâm của người con này quá hiếu thảo đến mức cùng cực. Nhưng bà rất là đặc biệt dụng công sâu. Từ phàm phu, bà vì muốn cầu siêu cho mẹ mà bà tu và đạt cảnh giới từ phàm phu mà trở thành Bồ Tát. Nên khi cái linh thức của bà đi xuống dưới địa ngục thì quỷ dương vô độc gặp bà chắp tay chào Bồ Tát. Thì bà hỏi về cái việc người mẹ chết đọa lạc như thế nào thế nào. Thì quỷ dương vô độc nói rằng nhờ có người con tu hành cảnh giới rất cao nên người mẹ đã thoát khỏi địa ngục và sanh lên cung trời đau lợi hưởng phước. Thấy không? Cái cảnh giới của Bà La Môn nữ á, dụng công quá sâu, từ phàm phu trở thành Bồ Tát. Nên vì mẹ mà tu nên bà đạt được thành Bồ Tát,
Chỉ có cái là nhờ cái tâm lực hiếu đó vì mẹ mà tu cho thật tốt. Chỉ có nhiêu thôi mà người mẹ được hồi hướng, được cái phước ra khỏi địa ngục mà sanh lên cung chờ đau lợi để hưởng phước. Còn chúng ta bây giờ mình muốn cầu an cầu siêu cho người mà mình vẫn là phàm phu trai, mình vẫn là một con người phiền não nặng nề, con đường đi này mình cũng chưa biết mình đi đâu, vậy thì làm sao cầu an cầu siêu cho người ta? Làm sao mình cầu an cầu siêu cho người ta đây? Suy nghĩ đi. Còn quan một nữ thì cảnh giới bà thấp hơn, cảnh giới của bà tu thấp hơn, bà là một nữ. Mẹ của bà trong địa ngục, bà dụng công bà tu ra khỏi địa ngục nhưng được làm người nhưng chết yểu, tại vì công phu của quan một nữ thấp hơn bà la môn nữ nên hồi hướng phước báo kém hơn, từ nơi đó mà được làm người nhưng chết yểu. Nhưng khi bà phát một lời nguyện thật là mạnh, thật là kiên cố tâm, thì lúc đó mẹ của bà mới thoát khỏi cái cảnh chết yểu đó và sanh lên cung trời cũng như bà la môn nữ. Quý vị thấy rõ ràng không? Từ cái cảnh giới của người tu mình nè, đạt bao nhiêu thì cầu an cầu siêu cho người ta được bao nhiêu. Còn mình không có cảnh giới gì thì sao cầu an cầu siêu cho người khác? Nên nguyên lý này phải nắm được đó nghe. Nên Phật có nói trong kinh là trước chưa độ mình làm sao độ người, mình phải độ được mình. Con đường này đi phải nhớ cái câu Phật nói trong kinh rằng Phật độ chúng sanh vô lượng kiếp, phàm phu muốn độ một đời này, phàm phu muốn độ một đời này. Phải rõ ràng không? Rất là nhiều người chúng ta biết niệm Phật, chúng ta biết có mong tình độ là tốt, mình khuyên người ta niệm Phật, khuyên người thân niệm Phật, ngộ thay người ta không niệm Phật, mình sân si với người ta. Khuyên người ta niệm Phật, người ta không niệm, tức có khi chửi người ta lại nữa chứ, dù gì ngộ ghê không? Trong khi Phật thì độ chúng sanh vô lượng kiếp, người này đủ duyên, Phật đến nắm tay dẫn đi vài bước, xong người này vũ tay ra, Phật trở về bổn vị. Xong người này đủ duyên, Phật quay lại dẫn thêm vài bước, dẫn hoài, dẫn cho đến thế giới của Phật luôn. Phật kiên nhẫn vô lượng kiếp. Còn phàm phu thì bây giờ mới tu chưa tới đâu mà muốn độ người ta về làm Phật một đời này liền. Tuy là nói là có tâm nhưng thật sự không có chi. Trước chưa độ mình mà muốn độ người, việc này có không quý vị? Không đâu. Bây giờ mình chưa ăn no mà muốn cho người ta ăn no có không? Không. Nhà mình nghèo sơ nghèo xác mà muốn đem gạo cho người ta có không? Không. Nhà mình không có tiền mà muốn đem tiền cho người ta được không? Không luôn. Nên chúng ta phải có gạo mới cho gạo, có tiền mới cho tiền, có phước mới cho phước, có đức mới cho đức, có giáo dục mới cho giáo dục. Nguyên lý học Phật là tiếp nhận giáo dục thì quý vị sống những ngày tháng rất là bình yên, rất là vui và tin nhân quả lắm. Thí dụ như bây giờ mình khuyên người ta tu, người ta không tu, người ta chết vô cùng thảm, mình cũng một câu tiếp tục mà niệm là câu gì? A Di Đà Phật. Tiếp tục câu này mà niệm thôi, chứ không phải là mình quỳ đó, mình khóc lóc, mình kêu gào. Kêu gào khóc lóc là cộng nghiệp. Niệm thêm một câu Phật hiệu là tiêu nghiệp đó. Cái từ bi trong Phật Pháp có trí tuệ lắm quý vị, chứ không có từ bi mù mờ đâu. Từ bi rất là có trí tuệ. Nên những đức học Phật Pháp mười mấy năm nay không có đi về nhà, mười mấy năm rồi đó, nó mới có được chút tư tưởng này nè. Chứ nhiều người tu hành người ta đi tới đi lui về nhà, hoặc là người ta đi tu nhưng mà người ta về nhà, về nhà, về nhà, về nhà suốt à. Nên làm sao giúp được người thân người ta quý vị? Quý vị nghĩ đi. Còn bây giờ quý vị là người cư sĩ tu hành, quý vị rèn quý vị cho tốt đi, đủ nhân viên tặng cho anh ta một chiếc máy, chiếc máy nghe Pháp á, coi duyên người ta làm sao. Giống như hồi sáng như Đức nói á, người ta không nghe mình niệm câu A Di Đà Phật, rồi tôi về Cực Lạc trước, tôi trở về đây này, tôi độ họ từ một câu Phật hiệu này mà độ, độ từ từ, thấy không? Niệm câu Phật hiệu cho họ nghe. Nên như Đức thường khuyên quý vị á, có một chiếc máy niệm Phật nhỏ vậy nè, đi ra ngoài chợ á, thấy ngoài chợ người ta đông người á, đeo chiếc máy niệm Phật này đi một vòng ngoài chợ, đi mua đồ đi vòng ngoài chợ vậy đó. Không đơn giản đâu. Bây giờ nhà Đức nói chuyện quý vị ngồi nghe đông gì, chắc là đời kiếp nào nhà Đức cũng làm chuyện này đó. Quý vị cứ nghĩ đi, đệ tử của Đức Thế Tôn á là Tôn Giả Mục Kiền Liên. Đức Phật đi đến một cái địa phương nọ, Đức Phật độ người không được. Đức Phật á, Đức Thích Ca Mâu Ni á, độ không được á. Vậy mà bữa sau Đức Thế Tôn á gọi Tôn Giả Mục Kiền Liên, ông đi đến đó ông độ cái người dân đó cho tôi.
Vậy mà Tôn giả Mục Kiền Liên đi đến đó thuyết pháp có mấy buổi thôi, người ta nghe riu riu vậy nè, nghe lời Tôn giả Mục Kiền Liên. Đệ tử Đức Thế Tôn nhiều người cũng suy nghĩ sao lạ, thỉnh hỏi Ngài. Ngài nói rằng Tôn giả Mục Kiền Liên có duyên với người địa phương đó. Ông đi vô trong rừng sâu trong một cái đời kiếp nào đó, gặp một cái ổ ong, ông quy y cho nó, ông phát nguyện khi ông tu thành đạo ông sẽ độ tụi nó, chỉ một lời nguyện vậy thôi. Bây giờ ông tu ông chứng quả, cái ổ ong đó nó làm người ở địa phương đó, nên chỉ có Tôn giả Mục Kiền Liên đi đến đó nói nó nghe, tại vì ổng đã phát nguyện ông giúp nó. Còn tôi thì tôi không có cái duyên ở địa phương đó, nên lỡ nói dù tôi là Phật nói nó không nghe. Thấy chưa? Nên Phật mới nói là Phật độ người có duyên. Mình không có duyên sao nói người ta đây? Không có duyên người ta trở ngại hoàn toàn hết, người ta không nghe đâu. Quý vị có thể đau chân ngồi đây muốn đứng lên không dám đứng, thì duyên với những đức nó kinh khủng quá. Còn người mà duyên yếu yếu thì nó đứng nó đi mất tiêu, thì biết rồi. Thì những đức cũng đã từng gieo mà gieo yếu. Còn nếu cái duyên dày thì tức khắc dày. Vậy bây giờ quý vị ngồi đây, một ngày nào những đức cũng ngồi dưới đó lại á. Thật sự mà nói chúng ta là đang ở trong cái vòng lẳng quẳng. Giống như chúng ta ví dụ như một cái vòng tròn, chúng ta ở cái vị trí nào cũng ở trong vòng tròn này thôi. Chúng ta chưa có thoát cái vòng tròn này thì đi vòng vòng đi rồi cuối cùng cũng gặp nhau à. Nên chúng ta nên đem cái tình cảm chân thật đến với nhau đi, để một vòng gặp nhau nó vẫn là đẹp hơn là chúng ta nghinh bật gặp nhau. Thí dụ như bây giờ những đức đã từng văn duyên trong đời kiếp nào gặp quý vị mờ nước, thì bây giờ những đức đi gặp quý vị, quý vị sẽ mờ nước à. Còn nếu như những đức không mờ nước quý vị, hoặc là xin mà không cho, thì bây giờ những đức khát nước lợi nhà quý vị, những đức nói cô cho tôi ly nước uống, vừa gặp mặt một cái đi ra chỗ khác cái mặt thấy ghét không cho nước. Quý vị biết rằng Ngài A Nan dễ thương vậy đó, mà có một lần Đức Phật sai Tôn giả A Nan đến cái nơi đó xin một miếng nước về cho Đức Phật uống. Vậy mà Tôn giả A Nan đi đến cái nhà đó, mà Tôn giả A Nan trong kinh giáo Phật nói Tôn giả A Nan là người rất là đẹp, người rất là đẹp. Người phụ nữ mà nhìn Tôn giả A Nan là ai cũng phải động lòng, dễ thương. Tôn giả A Nan dễ thương đến mức nào? Nói chuyện nhỏ nhẹ, thân hình dễ thương vô cùng. Nên Tôn giả A Nan là khi mà đắp y là quấn tròn luôn cả cái bộ vai, vì Tôn giả A Nan rất là đẹp. Vậy mà Tôn giả A Nan đi đến nhà, người đó đi xin nước, người đó gặp Tôn giả A Nan đuổi đi. Đức Phật sai Ngài Ca Diếp đến, vừa gặp Ngài Ca Diếp đem nước ra mời liền. Thì thỉnh hỏi, thì Đức Phật nói rằng là Tôn giả A Nan trong một đời kiếp nào, cái người đó người ta bị tội, mà Tôn giả A Nan đi ngang, Tôn giả A Nan nói một câu gì? Đáng đời. Chỉ có một câu vậy thôi, đáng đời. Đúng một câu vậy thôi. Vậy mà nó chạy dài trong đời kiếp. Bây giờ vừa gặp Tôn giả A Nan là đuổi Tôn giả A Nan đi, đáng đời. Thấy chưa? Còn á, Ngài Ca Diếp thì trong đời kiếp cái người này là một loài súc sanh chết đi, mà Tôn giả Ca Diếp đem cái xác này, Tôn giả Ca Diếp chôn giùm cái xác này, chỉ có chôn vậy thôi. Vừa gặp Tôn giả Ca Diếp thôi là cung kính cảm ơn, mờ nước mờ thức ăn, vui vẻ hoan hỷ. Thì coi thấy không? Nên trong Phật pháp á, phải có cái tâm kết duyên. Tại vì Phật độ người có duyên, mình độ người được là do có duyên chứ không phải giỏi. Thuyết pháp không hay mà nhiều người nghe là kết duyên rộng. Thuyết pháp hay mà không ai nghe là do không có duyên. Không có duyên thì bây giờ phải làm sao? Kết duyên. Thì kết duyên kiên nhẫn mà kết duyên đi. Mười mấy năm nay những đức đi tu á, những đức nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng mười mấy năm về trước, Ngài nói một câu: cuộc đời của Ngài khi gặp ẩu kiến, Ngài quy y, chắp tay quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng đọa súc sanh. Đọc ba lần niệm Phật mấy câu cho nó nghe. Ngài nói tôi làm như vậy đó để kết duyên á. Hoặc tôi gặp một con vật nào nó chết, tôi đào miếng đất tôi chôn giùm cho nó. Tôi làm vậy đó. Nhưng đức mười mấy năm về trước nghe Hòa Thượng Tịnh Không dạy vậy nghe quý vị, suốt mười mấy năm nay không gián đoạn. Chùa mình á, mọt rất là nhiều, những đức cho mấy cô quét mọt lại hết, quét gom lại để cho một cái thùng, xong những đức quy y để máy niệm Phật cho nó nghe, xong đem nó đi thả chỗ khác kết duyên cho nó. Tại nó đây nó quấy rầy người ta niệm Phật không được á, nên quy y cho nó, niệm Phật cho nó nghe.
để nó một cái chỗ cho nó sống bình yên đàng hoàng, cũng là kết duyên. Có nghĩa là có cái tâm kết duyên rất là rộng. Và khi gặp một ổ kiến đang đi, gặp nguyên một ổ kiến, tự nhiên ngồi xuống, có những người ta nhìn, ta tưởng nó mình ba trợn, kệ, ai nói gì nói đi, chắp tay quy cho nó, niệm Phật mấy câu cho nó nghe, rồi đi. Có duyên với chúng sanh. Còn những đứa khi mới đi xuống dưới đây, mũi rất là nhiều, mỗi buổi tối mũi chích cả trăm con mũi chích mình, không gian mùng luôn. Mỗi lần mũi chích, nếu lúc ngủ quên thì thôi, mà lúc chưa ngủ thì mỗi lần mũi chích là sao? Đọc tam quy y cho nó, cho nó chích một chút. Quy y cho nó là chúng ta đem pháp thí cúng dường. Cho nó hút máu là cúng dường tài thí. Quy y cho nó là pháp thí. Nó bình yên, nó bay đi là vô ý thí. Một con mũi chích thôi, quý vị đã tu được ba cái thí: tài thí, pháp thí, vô ý thí. Không biết tu thì không biết tu chỗ nào, còn biết tu thì đụng đâu cũng tu được. Lạ lắm. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị á, rồi mình nghe được Phật pháp, quý vị sống làm sao mà trong hoàn cảnh nào sống tốt trong hoàn cảnh nấy, chân thật mà niệm Phật. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc, quý vị. Dạ, A Di Đà Phật. Chắp tay hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta về chùa rất là đông để đảnh lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Mình đi về đây, những người thân trong gia đình mình mắc mà chưa siêu thoát, có khi người ta cũng đi theo mình. Nên những đức thường nói, khi mình đi về chùa, mình đốt nén nhang trên bàn thờ, mình nói mấy câu: hôm nay tôi đi chùa niệm Phật nghe pháp. Nếu mà chư hương linh ở đây, từ người thân cho đến những chư hương linh mà ở vùng đất này mà chưa siêu thoát á, vì thích đi đi với tôi đi tu. Nếu lên chảnh nó muốn ở chảnh tu thì ở, còn nếu như muốn về lại thì về. Với hương linh là phải nói vậy nha, chứ đừng có nói đi lên đây ở luôn đi, đừng có gì. Bắt buộc là không có được, phải nói 5 năm thôi, người ta thích thì người ta ở. Như mình vậy đó, như bà cụ nào đi đến đây á, mà thích ở đây thì cho ở, thích gì thì gì, chứ không có bắt buộc. Chứ gặp mà nói đi đến chùa này nhiều là tôi bắt hết, đố mà dám gì. Nên là dưới hương linh thì cũng vậy đó. Nên là chư hương linh về đây thì bây giờ nghe pháp xong, niệm Phật xong, bây giờ đến mời thức ăn quý vị. Tuy rằng mắc rồi thì cái đồ hữu hình này chúng ta không có ăn, không có cầm được, nhưng mà qua cái tâm thức mà tưởng nhớ, quý vị hưởng được cái hương vị. Nhớ nha. Mà nhiều người vừa tu xong cái tâm tưởng nhớ nó mạnh chừng nào thì nó hưởng được nhiều chừng đấy. Những người thân hoặc là những hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, người ta uống sữa rồi người ta mừng lắm, thấy không? Chứ gặp mà cúng gì mà mỗi người mà cầm miếng dưa hấu rồi đi ngơ ngơ là thôi. Đây chạy mất dép. Không thấy người mà dưa hấu nó đi bay 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 á, chạy hết trơn. Nhưng mà hiện tại ở đây bây giờ đang nhiều hương linh lắm á. Tại vì mình đang chiêu cảm, mình cúng cho người ta nè. Ta ở đây rất đông, nhưng mà tâm ta rất quan hỷ là mình tưởng nhớ đến người ta. Đó nên á, về đây đông vậy thì bây giờ tu, tối hôm nay lại Quan Âm cũng lại theo, nghe pháp cũng nghe, rồi nghe cái nguyện Đức Phật A Di Đà, chỉ cần á niệm danh hiệu ngài thì ngài tiếp dẫn. Mà về cực lạc thì được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không già không bệnh không chết. Như ở cõi đời này mang cái thân hương linh nay này mai nọ, có khi bằng đêm làm cô hồn vất vơ vất vưởng, không ai cúng kiến, không ai á tưởng nhớ đến mình, buồn khổ lắm. Rồi mang cái tâm hận thù thì đời đời kiếp kiếp chầm lưng, nó không được giải thoát.
Nên hôm nay nên buông cái tâm hận thù đó xuống và phát tâm niệm A Di Đà Phật để cầu sanh cực lạc đi. Ở chùa mình thì ngày nào cũng cúng gì nè, cũng ít hơn nghe nói rõ. Bữa nay cũng nhiều, mỗi bữa thì cũng ít chứ không thôi tưởng đâu nay cũng nhiều gì à. Tưởng đâu bữa nào cũng cúng gì ở đây nói ông thầy nhà Đức nói xạo mất công. Cũng có vậy nữa chứ không giỡn đâu. Thì bữa nay là ngay lễ cúng nhiều ha. Thì giờ cúng như vị, như vị buông cái tâm hận thù niệm Phật để cầu sanh cực lạc, về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này nữa nha. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí, như cung tự thực biến thập phương, nhất thiết Phật tự không nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, giai cộng thành Phật đạo. Như đăng ngũ tình chung ngã kim tí, như cung tự thực biến thập phương, nhất thiết hộ tình công nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngã đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đăng cô hồn chung ngã kim tí, như cung tự thực biến thập phương, nhất thiết cô hồn công nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, bà ha án ngã ngà nắng tạm bà việc nhật ra hồng, án ngã ngà nắng tạm bà việc nhật ra hồng, bà việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh nổ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Hôm nay quý Phật tử về chùa lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, mà chúng ta bỏ tịnh tài mua các loài chúng sanh này để phóng sanh, nguyện cho tất cả các vị giải thoát thân súc sanh, quỳ tam bảo nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay do thân miệng ý phát sanh ra, che mờ chân tâm bản tính nên phải sanh tử luân hồi, ra vào sông mê biển nghiệp.
Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật Pháp, được chư vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A-di-đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy y Đức Phật A-di-đà được một pháp danh là Diệu Âm. Khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài có mua các loài chúng sanh này, đó là tài thí. Khi sanh lên nơi nào chúng ta cũng có củ cải đầy đủ. Và chúng ta quy y niệm Phật những chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh lên nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh. Chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh lên nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật. Đà Phật A Di Đà. A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật. A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà. A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật. A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật. A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật. A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Quý vị xuống chai đường chúng ta ăn cơm nha. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.